Dạ xin chào khán giả của kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở dưới dạ cầu của cầu Bình Lợi. Dạ bây giờ thì Khương Dừa đang tham gia cái phim Về Nhà Ăn Tết của Hồ Bích Trâm. Và bây giờ thì là 12 giờ trưa rồi nên ekip ăn cơm. Đây là cơm đàn nha mọi người. Ủa đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Cho nên là quay YouTube à? Anh quay rồi, khỏi quay nữa. Anh có quay rồi. Có nhiều chuyện có mất ghế thôi. Dân hồ. Anh dân hồ. Cơm anh dân hồ. Nãy dính em không nhận quá trời luôn. Kêu nó vậy. Gì vậy? Bị gì vậy? Sao mới cắt vậy? Rau hả? Mọi người ơi, có rau sống nữa nha mọi người. Rồi, ngon vậy. Qua đây bớt cơm à. Ủa bữa nay Hồ Bích Trâm chuẩn bị cơm hả? Nay Trâm chuẩn bị cơm hả Trâm? Dạ. À, bữa nay là bên công ty mình xong rồi em còn cá coi như. Em làm thêm cá anh Cương. Cá em làm thêm hơn á. Em ơi, anh thấy đoàn phim mình có mấy người dân hồ thôi chứ chào trộn vô kìa em ơi. Đâu? Có nhiều lắm. Dân hồ của đoàn mình á. Ủa vậy hả? Dạ, rau nữa nè. Anh có một múc canh. Cho anh một em giữ cơm. Anh để đây đi rồi múc. Để anh múc xong. Cái gì đây? Heo nè, heo trái chua với đồ. Đây ai ăn thì tự múc nha, quý bà cô chú ăn nhiều thì múc nhiều, ăn ít thì múc ít, ai không ăn thì khỏi múc. Đó. Rồi mình nhiêu đây thôi. Đây giờ mình xin phép mình xin một miếng cá đi. Miếng thứ kìa. Đây bỏ ráp vô chỗ đàng hoàng nha mấy đứa. Trời ơi, toàn là món mình thích không vậy? Ôi, cá nục có một xíu rồi Trâm. Cá nục đảo rồi Trâm. Đó, một con. Hai con. Hai con, ba con, bốn con. Hồi này Khương Dừa lấy cho hả? Tôi kêu mấy bạn lên cơm. Anh lấy em dĩa nha Đức, lấy đĩa dĩa này cho em ha. Rồi để thôi thôi hết rồi. Rồi ok, cho đầy đủ cá. Chưa ăn thạch lên cơm đâu. Này không? Cái cho đầy đủ lại đi. Cho miếng thịt kho lên, cho anh miếng thịt kho luôn đó. Cho anh miếng thịt kho luôn đi. Kho, thịt kho nè. Cá kho. À, cái này gì nè? Tức mỡ. À, cá kho tức mỡ hả? Ờ. Hai đứa xúc luôn đi. Có. Anh cho bạn mua phim. Rồi. Mấy em đi múc luôn đi. Cái gì cũng được. Cái để riêng cái tố nước cá ngoài. Đây, đi lại đây lát anh lấy thêm nha. Chưa. Thạch ăn cơm luôn nè. Đây, bây giờ tới dĩa của Hương Dừa. Rồi, cho qua. Múc cho bà ăn Đức nữa thôi, hồi hết cơm ăn. Trời ơi, Dung qua âm thanh ăn cơm khỏe quá. Dạ tại em làm mình đó anh. Dạ em ăn ra hai phần. Bớt cơm lại ăn đợi anh thương nàng. Anh lấy đồ cơm, lấy cơm. Cơm bên xuống đâu rồi? Vừa giờ anh mới lấy nè. Nước qua đi. Qua thì để cái dĩa cơm lại. Đây. Lấy một tô của mình nha. Diễn diễn của mình. Rồi, cơm gì là ngon lắm mà quý ông bà cô chú, cơm mà cơm đồng phim vậy là ngon lắm rồi đó. Đó. Mình thì phải ăn cá. Đó. Thêm cá. Rồi. Mình ăn thêm miếng dưa cải. Mắm tô bạn ơi, bạn ơi. Rồi lấy chúng cái dĩa bể rồi. Có muỗng đũa rồi. Này. Cái này giống của đúng cuộc sống dưới gầm cầu luôn. Không ơi, đũa đó hút. Trời. Rồi, thêm miếng rau sống đi. Để
Ê, sống đây, đây trên nó nghe trên dĩa rau sống đi, với một chén nước mắm cá kho được rồi. Ờ, à, cảm ơn. Thôi đem bưng luôn cho. Rồi. Nữa đi, rau sống rồi. Rồi rồi. Cho một chén cho một chén nước mắm đi. Chấm chấm cá đi. Rau nhiều lắm mọi người cứ lấy loại nói đi. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, để lên đây luôn. Rồi miếng tấm mỡ nữa cho ngon coi. Wow. Rồi, để luôn. Rồi. Rồi. Rồi chờ luôn. Wow. Hấp dẫn quá. Rồi mời bà con có bát nha. Cái dĩa đó có một dĩa của bạn quay phim, anh để cho bạn quay phim rồi. Đây nữa thôi. À không hết. Rồi cho có dĩa này anh để cho bạn quay phim rồi. Dạ đây nè anh, em không biết à. Dạ. Yeah. Anh xấu á, dĩa quay phim nào? Rồi làm cho anh một dĩa đi. Nó làm cho một bạn một dĩa đi mà hết cơm anh. Rồi mời bà con cô bác nha. À đây anh Cương ăn thử cá nhà làm nha. Nè có nè. Thấy là ngon rồi, cá nhỏ nhỏ không đã quá. Cho anh một dĩa nữa. Cá ngon thiệt. Dạ. Ngon, ngon anh. Quan trọng là người kho ngon. Ừ. Đúng không? Ừ. Ừ. Cá xuất sắc luôn á. Cá ngon không quý vị? Ăn cơm gì nó mới đỡ ngán nè. Nó đâu sống nữa kêu. Đâu sống nè. Mời cả nhà. Lát lại ra mua mấy trái chuối tráng miệng nữa là ngon. Thấy trái cây tráng miệng đừng mua anh ơi. Đàn em đem lên 30kg rồi. Có không? Nhiều lắm. Đâu? Chưa thấy. Có mùng đá. Dạ. Trái gì ạ? Ổi, dưa rồi mặn như tùm lắm á. Dạ. Ôi ngon quá. Cá nục. Ủa lần đầu tiên anh ăn mấy cá nục nhỏ nhỏ vậy luôn á. Cá nục này á là mua ở quầy quê, đặt ở quầy quê gửi vô cho tươi rồi mới đem kho. Sao nhỏ vậy? Dạ thì có một con á anh, nhỏ ăn ngon hơn to. Nhỏ nhiều khi mình cay được thương luôn. Ủa anh ơi, anh ơi, tim cái cơ đơ của mình á còn sư phụ em rồi nó đâu rồi? Cho anh xin dĩa cho bạn quay phim quần Vi. Vi. Thầy em rồi đâu rồi, kêu ăn cơm giùm em với. Vi, cho anh xin một dĩa cho anh Đức đi, để anh lát không có hết cơm nè. Anh ơi, lấy cá giùm cho sư phụ giùm em với. Ủa em lò xúc vậy. Ở nhà anh em, một ngày em bút một hũ cá vậy nè. Em chỉ ăn cá với rau thôi. Quá ngon. Hả? Ăn cơm à? Em ghiền á. Để ăn cơm á. Cái gì anh biết cái gì nữa không anh Hương? Bánh tráng sống. Cuốn à? Bánh tráng sống mình bỏ này lên anh vẽ cá anh cuốn. Một là rau này hoặc là rau muống sống á, mà anh vẽ cộng cộng ra đó. Còn cái gì? Ngồi xuống đi mọi người. Hai. Anh Tuấn ăn cơm đi anh Tuấn. Chưa ăn cá bự hôm nay, mấy cá nhỏ rồi nhỏ. Cá này Quảng Ngãi hơn. Dạ. Yeah. Cá nhà con Quảng Ngãi. Nhờ người gửi vô á anh. Ngãi mua nhiêu ký? Em cũng không biết nữa, nhưng mà ở ngoài quê thì nó rẻ hơn trong này. Trong này gửi vô tới trong này thì nó mắc hơn. Quê là kho nhà ớt, tỏi luôn. Dạ. Cá này lung xương mà. Cá này nhai lung xương cũng được mà, ngon mà. Vậy hả? Dạ. Yeah. Nãy giờ không biết đâu. Cho anh gửi luôn cho. Nói nhục đâu mà. Nè, không biết. Nè. Dạ. Nhai lung xương hả nè? Nhai chi hả? Em nói nhai lung xương. Mệt quá anh đi anh Cương ơi, anh ghẹ em quá. Ngon mà. Ngon. Rau sống trống với nước cá cũng ngon nữa. Ăn về là quá ngon rồi. Bữa nào quay đêm á, em làm phá lấu, anh có ăn được phá lấu không ta? Phá lấu ngon cực kỳ. Em làm hả? Ai làm? Chị hai em làm. À. Em kêu chỉ làm phá lấu xong mình chỉ việc mua bánh mì nóng thôi. Rồi lên cắt ra, cho một chút rau vô, xong cho phá lấu vô thôi là đủ ngon rồi. Không cần phải đi mua ở ngoài nữa, ngon bổ rẻ luôn. Với lại, em cần chị xíu à. Với lại, vừa rồi có một người chị ở dưới Đồng Nai á, với đoàn phim quay khuya cực khổ quá, chị ủng hộ cho 5 triệu để mà đãi đoàn ăn đêm. Chị fan hả? Mình sẽ tìm một cái ngày nào đó mà đông diễn viên nhất để mà mình cùng đãi mọi người ăn luôn. Không. Canh bữa nào mà có anh Hùng Thuận với anh Ngọc Tưởng là mình không đãi.
Chia tiền cũng được em. Chia tiền cũng được. Không chia luôn. Bữa nào có anh với anh Tửu em không đợi. Đi giờ. Hai ổng ăn nhiều lắm. Có mạnh. Có mạnh thuận anh Tửu rồi. Ôi anh Tửu ơi, anh Tửu đâu? Rau ăn không ít chiều mình ăn vẫn được đúng không? Rồi các cái đơ ăn vừa nha. Đó bên kia kìa, ngồi em kêu hết rồi. Mới lấy. Anh biết cảnh này sáng vậy là anh đóng cũng được, dễ mà. Anh còn cứng, anh còn cứng hơn Tuấn. Không được, không được, nguy hiểm lắm anh, lỡ anh có chuyện gì mệt lắm. Không nên. Sợ mấy cảnh bay nhảy đánh lộn nữa chứ. Rồi mình xíu mình đem con qua bên này, để em đi em con lên cho. Lần thứ hai ăn cơm ở dưới gầm cầu. Lần đầu tiên là ăn một cái quán nó bán dưới gầm cầu, quán cơm tắm dưới gầm cầu luôn. Hôm nay là đi đồng phim. Phim có Phương Dừa, có Hồ Bích Trâm, anh Hùng Thuận với Ngọc Tưởng. Giờ tới chiều có nhiêu đó hả? Có anh Bảo Trung. Anh Bảo Trung không? Bảo Trung cũng dí nữa hả? Rồi, em ra Bà Đen rồi. Anh Bảo Trung anh dí chắc cười xỉu. Ai ăn cá ăn rau thì vẫn còn nha mọi người ơi. Trời ơi, xin chào quý khán giả, mình ăn cơm nè, cho bé trợ lý ăn cơm nha. Bye bye mọi người. Cái gì? Quay nó hướng đó, ông đứng đá ở cột. Đây hả? Bình thường mà. Không lẽ gì nữa mà. Nhưng mà bữa sau ông phạt ông chửi em á. Ông bị phạt ông chửi em á. Cái ngon không? Anh ăn cá với em không? Còn hộp cá nữa hả? Dạ. Còn dư bên kia nữa. Nhiều lắm. Chiều ăn. Chiều ăn. Tại vì đoàn mình có đồ ăn á cho nên là bị dư á. Hồi sáng sao em biết cơm bớt đồ ăn. Nay em đem cá thôi, còn mấy món kia là cua đồng không? Đem cá đem đồ sống thôi. Kia là cua đồng không? Dạ. Anh rất là thích ăn cá. Cái này mà hấp phải không? Hấp cuốn bánh tráng ngon ha? Dạ, hấp cũng ngon, cái này làm nữa là cũng ngon. Cuốn bánh tráng em hấp chứ không khoi thôi mà hấp một cuốn. Rồi mình cái nắp lại bỏ vô đây luôn nha, chiều mình ăn tiếp. Để coi trưa mai có cái gì ngon, cái bánh nấu đem xuống tiếp. Mắm ruốc, phải làm mắm ruốc là số 1 luôn. Chị dâu em hả? Dạ, chị chơi thân bình thường thôi. Dạ, làm gì cũng ngon rồi. Dạ, bánh nấu đồ ăn ngày xưa phải làm đầu bếp ở bên Ba Lan mà. Làm bữa bên đó xong rồi đi về Việt Nam. Làm gì cũng ngon hả? Làm hay vậy á. Hả? Nhìn qua một lần là làm à. Như cá này bà tự to đó. Bình thường em ai live stream bán giùm cho bà luôn à. Nè bà này đó. Bán lại cá luôn hả? Dạ. Nhưng mà bữa nay hết rồi. Này em nhờ chị Hai em đặt mua giùm á. Sao mà mọi người có 2 tiếng đi ngủ không? Thầy ơi, Ba Đen 2 giờ lên rồi. Không mà giảm cảnh nào nữa. Anh ngủ 10 phút. Quá trời thiếu ngủ rồi. Giữ à, thôi khỏi giữ mấy cái hộp. Nguyên tháng nay là Phương Dừa đi suốt. Tại vì thà phim không tập trung phim, anh còn nhiều cái nữa. Em biết mà. Em biết em bỏ rất là nhiều thứ để mà quay phim em mà. Anh Nam là bỏ đoàn điện ảnh qua đây luôn. Anh Nam. Rồi anh quay clip nhận sư phụ chưa? Sư phụ đang bệnh nè, đâu có nhận sư phụ được. Để bữa nào sư phụ khỏe khỏe mới nhận sư phụ. Ra làm lễ luôn. Anh ơi tranh thủ đi chứ để sư phụ xong giai bây giờ. Đặt 10 bàn. Hay để bữa ấp đoàn luôn ha.
đoàn luôn à. Để cho chú phụ gánh gỏi, chú phụ khỏe khoắn rồi này kia. Chú đang lưu buôn mà. Mình công nhận cá ngon thì có cho em ăn hoài, không biết ngán rồi. Bây giờ thì mà mấy anh em cũng vừa ăn xong rồi cái sẽ tiếp tục cảnh được đuổi nữa với bà cô chú. Dạ. Bữa nay anh biết đoàn mình bao nhiêu người không anh Cương? Dạ. Hơn 60 người. Ủa, còn thêm lên 60 người đúng không hả? Hơn 60 người. Đó, cho nên là em sợ thiếu đồ ăn, cho nên là em mới nói chị hai em kho lên cho mọi người ăn thêm. Trời, còn phim như đường phim điện ảnh luôn. Rồi, cảm ơn quý bà cô chú nha. Chia sẻ quý bà cô chú mấy cái khoảnh khắc mấy anh em đi làm công việc. Dạ. Hẹn lại quý bà cô chú ở trong bữa cơm buổi chiều. Dạ, hẹn lại, bye bye.